Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. SBTN sẽ tổ chức cuộc tham khảo ý kiến khán giả về những chương trình truyền hình của SBTN. Mục đích tham khảo ý kiến hầu giúp cho chương trình được phong phú, đáp ứng nhu cầu người xem. Để tham gia chương trình tham khảo ý kiến, quý vị có thể vào trang nhà để điền đơn tham khảo tại www.sbtn.tv hoặc có thể gọi 714-636-1121, 714-636-1121 để được hướng dẫn. Tất cả khán giả tham gia cuộc tham khảo ý kiến sẽ có cơ hội trúng thưởng dài nhất một hộp yến 250g, một nồi chiên yến và 6 hộp dưỡng da yến trị giá 1.000 Mỹ Kim. Dài nhì 3 hộp yến Instant, 3 hộp dưỡng da yến trị giá 500 Mỹ Kim. Dài 3, 2 hộp yến Instant và 1 dưỡng da yến trị giá 300 Mỹ Kim. 10 dài an ủi, mỗi dài 1 hộp yến Instant và 1 dưỡng da yến trị giá 170 Mỹ Kim. Giải thưởng được bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Then Lê Yến. Then Lê Yến là nơi đáng tin cậy. Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi Xoáy Tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, chắc chắn quý vị cũng nhìn thấy cảnh những người tị nạn Haiti tràn ngập cái vùng biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Và cái hình ảnh mà gây sốc đó là chuyện lực lượng bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ cưỡi ngựa ngăn cản và có những cái biện pháp phải nói rằng là mạnh tay đối với những người Haiti. Vấn đề được đặt ra cho chúng ta là tại sao một cái làn sóng những người Haiti ồ ạt, người ta ước lượng trong khoảng chừng 15.000 người mà có mặt ở tại khu vực biên giới phía nam ở dưới chân cầu International Bridge nối liền hai biên giới giữa hai quốc gia. Đại đa số những người này đều là người Haiti. Tại sao có chuyện chỉ có những người Haiti tập trung đi tràn vào Hoa Kỳ, trong khi đó cái làn sóng của những người mà từ Nam Mỹ chạy lên nó lại thấp hẳn so với những người Haiti đến tại Hoa Kỳ? Thì đó là chủ đề ngày hôm nay anh em chúng tôi phân tích cho quý vị ngày hôm nay. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào anh Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Cái chuyện mà người Haiti đó họ đổ về cái biên giới của Mỹ, nó làm cho có 3 cái sự kiện xảy ra trong ngày gần đây. Thứ nhất là trong chương trình SBTN Morning sáng ngày hôm nay chúng tôi có nói quý vị là vì những cái hình ảnh mà bị cho là không có nhân đạo, rồi những chính sách không đúng mức với Haiti, thì ngày sáng nay ông đại sứ của Haiti là ông Daniel Foot đã tuyên bố từ chức ngay lập tức. Xin mời cho coi cái hình của ông Foot, là cái ông mà sáng nay tuyên bố từ chức, để quý vị biết cái mặt cái ông này. Ông này trước đây là đại sứ Hoa Kỳ tại Zambia. Ông này ông mới được bổ nhiệm hồi tháng 7 thôi, sau cái vụ ông tổng thống của Haiti bị ám sát. Bây giờ ông từ chức coi như là chưa đầy 2 tháng anh. Chưa đầy 2 tháng, nếu tính tháng là 2 tháng. Rồi nó làm cho cái cuộc mà gọi là cái vụ này được chú ý, và quốc hội đã phải có 2 buổi điều trần và kêu cái ông bộ trưởng nội an đó, ông Alejandro Mayorkas ra điều trần một lần là tại hạ viện, một lần thượng viện. Tại hạ viện, tại thượng viện ngày 21/9 vừa rồi thì ông đã bị ông dân biểu George Hawkey của đảng Cộng hòa tiểu bang Missouri chất vấn cái chuyện mà ở tại biên giới như nào. Xin bác cho cái video đầu tiên. Thousands of migrants crossing the border illegally. Reporters have captured images of this. Many are now encamped, as you know, on the U.S. side of the border. How many migrants have crossed into the United States in Del Rio over the past week? So last week, I think the high point was 13 to 15,000. It is now well below 10,000. We continue to move individuals from Del Rio to other processing centers to facilitate their repatriation. And how increased, if I may, Senator, we have increased the number of repatriation flights
to Haiti and to other third countries. The size of the population in Del Rio, Texas, has diminished considerably. And let me say two very important things which I observed firsthand in Del Rio, Texas, yesterday. Number one is the human tragedy, just the vulnerability of the individuals who are under the bridge in Del Rio. We cannot minimize that. Is an extraordinarily difficult thing to see. Number two, I met with quite a number of Border Patrol agents and officers in Del Rio, Texas. I saw them working with members of the Department of Health and Human Services to deliver medical attention. I saw them working with the American Red Cross to deliver. Vâng, quý vị thấy đó là ông Mario Casta khi mà được thượng nghị sĩ Hoa Kỳ hỏi đó là bao nhiêu người hiện nay ở người Haiti vượt biên vào Mỹ. Thì ông nói là cái lúc mà ngày cách đó 2 ngày đó thì là khoảng chỉ 13, 14 ngàn, là bây giờ coi như khoảng 10 ngàn. Tức là đã giảm bớt, cái số giảm bớt này thì ông nói là đưa đi một số quốc gia thứ ba, đưa đi về lại Haiti và đưa vô những cái trạm trung chuyển để chờ cái là đưa ra tòa. Đó, đại khái như vậy. Và ông có đề cập hai chuyện là ông đến biên giới, ông thấy là cái tình trạng này rất là tệ hại. Thấy không? Nghĩa là người ta ở những cái nhà rồi lều rồi dưới chân cầu, nó vị thế coi rồi đó, nó khủng khiếp lắm. Và điểm thứ hai ông nói là các nhân viên làm việc ở đây bây giờ có thể nói là gặp rất là khó khăn, nào làm việc vừa với cả Bộ Nội an, Bộ Y tế và để giúp đỡ những người này vì cái vấn đề gọi là vấn đề nhân đạo và vấn đề quy định luật của Mỹ. Đó, quý vị thấy đấy, tình cảnh đó. Và đây người ta xếp hàng lên xe bus. Đó. Thì cũng để mở ngoặc quý vị tí xíu đó là Mỹ đó, là luật của Mỹ đó là khi người ta vào đó anh không được đẩy người ta ra. Anh phải cho người ta ở tạm thời, đó là anh duyệt xét coi là người đó có đủ tiêu chuẩn để ở Mỹ hay không. Thì anh cho vô ở, còn không đủ thì anh đuổi về. Đó, nó là như vậy. Đó là lý do tại sao có cái tình trạng này. Và dưới thời Tổng thống Donald Trump, ông sử dụng cái thái độ 42 là không cho những người này vô. Lý do thái độ 42 nó là những người này vô là lây bệnh vì Covid-19. Dưới thời ông Biden á, thì ông cũng áp dụng cái đó, nhưng mà ông ngoại lệ với lại trường hợp trẻ em và một số cha mẹ. Đó. Cả hai cái này đều, cả hai ông tổng thống đều bị các cái tổ chức nhân quyền và dân quyền chỉ trích cái chuyện này, bảo như vậy là không được. Và bây giờ tòa án cũng cấm làm cái chuyện đó và ông Biden đang kháng án. Thế thì đầu tiên khi mà gặp cái chuyện này xảy ra đó, Bộ Nội an Mỹ là phản ứng liền, là đưa một số người đi về bên Haiti liền, bỏ máy bay trở về. Thì xảy ra cái tình trạng là dân bên Haiti họ bức mình, họ cho rằng là tại sao làm như vậy? Tại sao không cho những người này ở lại rồi duyệt xét mà anh cho đi? Thành ra một số người đã tấn công một số phi công ở tại phi trường Port-au-Prince ngày hôm qua khi mà đưa về. Xin mời kỹ thuật cho coi cái đoạn video thứ hai. Đó, quý vị coi này nhá. Đấy. Họ quăng giày, quăng đồ cái máy bay này luôn. Đấy, anh làm thế cảnh này không? Đó. Rồi ông phi công sợ quá, chạy hồ đóng cửa máy bay lại liền. So the plane carrying single adult men were released from the aircraft to Haitian authorities đó, on the airport tarmac. Several of those men stormed another recently arrived jet carrying families. The đó. Biden administration has been. Thì thưa quý vị, đó là câu chuyện, nó cái chuyện mà người Haiti nó tạo ra ba bốn cái chuyện như vậy chúng nói. Thì giờ câu hỏi lớn nhất đặt ra đây là tại sao mà lại người Haiti đến đây? Mà anh Lâm để ý nha, tôi để ý nha. Họ đến thành phố Del Rio, một thành phố có 35.000 dân của Texas, giáp biên giới Mexico. À, xin mời kỹ thuật cho coi mình laptop của tôi để quý vị coi. Đây, đây quý vị thấy nè, thành phố Del Rio là tên cái điểm đỏ đấy quý vị nè, nó gần San Antonio, quý vị thấy không? Đó, bên này nó là cái thành phố Ciudad Acuña. Mà Haiti đó, quý vị thấy không, nằm ở đây này. Nó nằm trên cái đảo này cùng với Dominican Republic nè, quý vị thấy chưa? Gần Cuba này, gần Jamaica này, gần The Bahamas này, gần Puerto Rico bên này nè. Nếu mà tôi kéo qua bên này, quý vị thấy có Puerto Rico luôn nè, thấy chưa? Tại sao không vô Miami, không vô Florida cho gần mà chúng tôi đi tận bên này, Hạnh Long? Có lý do. Thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Đây nè, tại sao ở đây đi vô, không vượt biển vô đây nhá, vô Cuba, vô The Bahamas rồi, cái là chúng tôi bơi qua đây cho nó gần mà chúng tôi đi chi nó xa, phải qua tới bên này cả. Lý do gì, Hạnh Long? Vấn đề được đặt ra là, thưa quý vị, có chắc gì những người Haiti đang có mặt ở biên giới Hoa Kỳ họ xuất phát từ Haiti? Xin lỗi anh, sáng nay anh nhớ tôi có nói với chị Gabby Demon, những người này nói tiếng Spanish rất giỏi. Yes. Anh Long có giải thích cho quý vị sau phần quảng cáo tại sao những người này không đi vào Florida mà vào Texas. Sau phần quảng cáo xin